lại là một ngày mới ở xứ sở kỳ diệu. Và cả đội đã sẵn sàng. Boomer, chú gấu chào đón Steve, nhân viên an ninh. Luôn thu tay và chân bên trong xe, trong cả chuyến đi. Và Peanut, người sáng tạo các trò chơi. Ta sẽ khai trương vòng quay ngựa gỗ, tôi có những chú ngựa gỗ tốt nhất. Thật đấy à? Còn nghĩ ta có thể làm tốt hơn. Còn nói phải, mày nghĩ Peanut phải hơn thế. Cá. Cá bay. Ý tưởng tuyệt hảo. Và khi đẩy cái vây, ta có thể lái chúng bay khắp công viên. Mẹ có nghĩ xứ sở kỳ diệu có thật không? Có chứ. Con có thể tạo ra mọi thứ mà con tưởng tượng ra. Sao cái này lại ở đây? Mình đang ở xứ sở kỳ diệu. Xin chào. Chạy đi. Có con người trong công viên. Chạy đến nơi an toàn, chạy mau. Mọi người hãy bình tĩnh. Tôi là Jun. Tôi đã sáng tạo ra xứ sở kỳ diệu lúc bé. Sao cô lại cho nhím làm nhân viên an ninh? Có vẻ tôi sẽ ngang câu chuyện rồi. Xin giúp đây. Beep, beep, beep. Nơi này đã xảy ra chuyện gì thế? Khi trẻ con lớn lên, chúng không còn tin nữa. Trí tưởng tượng đã tan biến. Đó là lúc những thứ tuyệt vời trở nên tồi tệ. Giết vợ thôi, Gandalf. Cảm ơn Boomer. Đã đến lúc đem xứ sở kỳ diệu trở lại. Ta đang chứng kiến một phép màu. Tôi sẽ lao xuống mất. Không! Mọi người đã chặn bánh xe lại rồi chứ nhỉ? Hóa ra cái này để chặn bánh à? Không, 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 không. Không, 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 không. Mọi người giữ chắc nhé. Tôi bắt đầu có cảm giác ta sắp gặp chuyện xui xẻo rồi. Đúng thật. Đón xem bộ phim Công viên kỳ diệu trên kênh HBO. Thưởng thức kênh phim truyện hàng đầu thế giới HBO trên các hạ tầng SCTV, My TV, K cộng, FPT, Mobile TV, VTC Digital, HTVC, các ứng dụng internet OTT, FPT Play.